Bản tin tiếp theo đến từ FBI cho biết tội ác kỳ thị chủng tộc đối với người gốc châu Á gia tăng do virus Vũ Hán. Theo một phân tích mới của cơ quan điều tra liên bang gọi tắt là FBI, tội phạm kỳ thị chủng tộc đối với người gốc châu Á có khả năng gia tăng khi cuộc dịch bệnh virus Vũ Hán tiếp tục lan rộng. FBI thực hiện dự đoán trên dựa vào giả định rằng một bộ phận công chúng Hoa Kỳ sẽ liên kết dịch viêm phổi COVID-19 với cộng đồng người Hoa cũng như là người Mỹ gốc châu Á. Kể từ khi virus Vũ Hán bùng nổ ở thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc và lan rộng ra trên toàn cầu, thì nhiều người Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo chính trị cũng như nhiều nhà bình luận truyền thông khác, đã gọi căn bệnh này là virus Trung Quốc, thay vì tên chính thức như là virus Vũ Hán hoặc là COVID-19. Các nhà bình luận cho rằng chính cái tên virus Trung Quốc đã thúc đẩy nhiều hành động chống lại người gốc châu Á. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump lại bảo vệ tên gọi này, giải thích rằng đây đơn giản chỉ là một cách nhắc nhở mọi người nơi virus bùng phát. Tổng thống cũng phủ nhận thuật ngữ này là kỳ thị chủng tộc hoặc làm xấu đi di sản của người châu Á. Hôm thứ Năm và tuần qua, thì Tổng thống Donald Trump khẳng định virus Vũ Hán không phải là lỗi của người Mỹ gốc châu Á và cộng đồng này cần phải được bảo vệ. Phân tích của FBI cho thấy có sự gia tăng mạnh mẽ trong các báo cáo về tội ác kỳ thị chủng tộc, đồng thời liệt kê một loạt các vụ tấn công người gốc châu Á từ Los Angeles cho đến New York và cả Texas. Tài liệu nêu chi tiết về một vụ việc xảy ra vào ngày 14 tây tháng 3 tại Midland, Texas, trong đó 3 thành viên gia đình người gốc châu Á bao gồm một đứa trẻ 2 tuổi, 6 tuổi đã bị đâm. Nghi can sau đó cho biết anh ta đâm gia đình này vì nghĩ rằng họ là người Trung Quốc và sẽ lây truyền virus Vũ Hán cho cộng đồng.